một con hàng rất là nóng muốn gửi đến cho anh em. Con game thuộc cái vũ trụ của Naruto em nhá. Sắp tới sẽ được phát hành chính thức tại thị trường Việt Nam bởi nhà phát hành A-Game. Hiện tại thì con game này đang alpha test từ 10 giờ ngày 22 tháng 6 đến 14 giờ ngày 24 tháng 6. Mình nghĩ là cái ngày ra mắt chính thức thì nó chỉ sau ngày 24 thôi, có nghĩa là nó khoảng tầm 2 năm hoặc 26 là nó sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam ta em nhá. Và ngày hôm nay thì anh em hãy cùng kênh review về gameplay con game này. Kèm theo đó là mình sẽ xả cái vé chiêu mộ. Hiện tại đang alpha test em nhá, nên nó cho khá là nhiều quà và chúng ta có thể là xả được cái vé chiêu mộ và đi kiếm các cái nhân vật xịn sò trong cái tựa game này. Hiện tại đồng hành là nó mới cho Toby anh em này. Đấy, một cái nhân vật đỏ 4 sao em nhá. Và nay thử test thử xem là cái tỷ lệ chiêu mộ trong cái tựa game này nó sẽ ra sao. Phần trăm của nó, S của nó là ra 3% luôn nhá. Phần trăm của nó cũng khá là ổn. Chúng ta sẽ có xác suất A là 13%, kèm theo đó là B là 20% và mảnh của nó là 20% này. Mảnh A là 24%. Rồi, ok. Và test thử coi sao. Hiện tại đang có 40 vé và 5.000 cái kim nguyên bảo. Đấy, 5.000 vàng nha anh em. 6.000 vàng đấy, mình sẽ mua thêm 30 vé nữa. 30 vé nữa là đẹp. Ok. Vậy là chúng ta đã có 70 vé để mà quay X10 rồi. Và cái này thì người mới 2 lần ưu đãi 20%, có nghĩa là nó sẽ giảm đi 2 cái vé, là chỉ còn 8 vé là quay được một lần X10 thôi. Rất ngon nha anh em. Bây giờ thì mình sẽ test ở cái phần chiêu mộ TB là những cái gì nhỉ? Chiêu mộ TB là cái chiêu mộ quần què gì? Rồi, mình sẽ bỏ qua luôn. À, đây là trang bị. Trời ơi, ui, được một cái trang bị xịn cam luôn này. Ok nha anh em. Một trang bị xịn cam, TB là trang bị. Má, mình để tưởng cái quần què gì. Đây sẽ có 4 cái vé và cái vé này thì mình sẽ để mồi để mà chiêu mộ đồng hành cao cấp nha, mồi một phát. Ok, sau đó thì mình sẽ quay X10. Anh em muốn tìm ngay một giả lập cực ngon, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cực kỳ mượt, cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Click và tải ngay anh em nhé. Rồi, chúng ta sẽ có được cái gì đây? Cam à? Hình như là... À, có đỏ đấy anh em này. Có đỏ này. Có đỏ. Phải không? Đây là... Đây là A. Ok. Ôi, không có đỏ anh em ạ. Không có đỏ nha. Nó là A thôi anh em. Tiếp theo mình sẽ lại đây mình mồi xíu nữa. Một phát. Rồi, sau đó thì quay trở lại và tiếp tục chiêu mộ. Hai lần đầu là chúng ta chỉ có mất 8 vé một lần thôi. Những lần sau thì nó sẽ mất thêm 10 vé nha. Nó sẽ mất là 10 vé chứ không phải là thêm 10 vé. Nó sẽ mất là 10 vé. 3% nha anh em. 3% của S. Ok, tỷ lệ của nó hơi căng đấy. Nhưng mà lại được bù lại nó ra khá là nhiều mảnh này. Khá là nhiều mảnh nha. Tiếp tục lại mồi phát nữa. Rồi, sau đó tiếp tục chiêu mộ. Lần này sẽ là 10 nha anh em. Vậy là mình sẽ còn dư thêm 4 vé nữa. Có nên dùng 4 cái vé đây để mồi không nhỉ? Mồi cái vé cao cấp này thì nó ok hơn. Đây là 2 cam luôn à. Chúng ta có đồng hành 2 cam nha. 2 đồng hành cam, 2 đồng hành bậc A. Rồi, thêm một nhân vật. Đây là vật trùng này. Trùng này chắc phải lân sao đây nha. Rồi, quay trở lại xem có cái even gì không. Nó mà có cái even quay X10 thì mình sẽ... Nó cho thêm vé nữa thì ngon nhỉ. Hay nó cho thêm ít vàng nữa thì ngon. Sự kiện này. Đây, quà chiêu mộ nha. Rồi, nó cho mảnh thôi anh em nha. Vậy là chúng ta sẽ còn dư 4 cái vé kia. Và mình sẽ dùng 4 cái vé đấy để mồi. Nhận. Mình sẽ dùng 4 cái vé đấy để mồi nha. Nhiều quá đấy nhỉ. Và mình sẽ mồi một vé cao cấp này. Chiêu mộ X10. Tỷ lệ đỏ của nó cũng hơi ác đấy anh em nha. Đa số là quay nó sẽ là cam. Tỷ lệ của nó hơi ác đấy. Rồi, chúng ta đã có 2 cam nha. 2 cam, 2 bậc A. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có thêm kích duyên nè. Kích duyên. Một lần phát nữa mồi. Rồi, ok, chiêu mộ phát nữa nào. Đỏ đi. Đỏ đi, bậc S. S đỏ đi xem nào. Xin mỗi, xin mỗi em đỏ luôn mà nó ra luôn em đỏ thật này. Ngon. Ôi sờ. Quá xịn. Kích duyên luôn anh em nha. Kích duyên với Toby. Zetsu.
Ok, chúng ta đã có được một Zetsu, kèm theo đó là được một cam nữa. Cái này không biết nó có bảo hiểm đỏ không nhỉ? 10 lần nhận đồng hành từ A trở lên. Tiếp tục mồi thêm phát nữa này. Có vẻ mồi bằng vé cao cấp này, êm đấy anh em. Mồi này có vẻ thơm đấy. 40 mảnh. À 40 mảnh của một cái nhân vật tím. Có thêm được đỏ hay không? Mình vừa quay cái quần què thế này. Ai xa, ấn phát bỏ qua là nó bỏ qua luôn. Tiếp tục của chúng ta sẽ có thêm một lần quay mồi nữa. Và đây là lần quay X10 cuối cùng của chúng ta. Chúng ta sẽ có được đỏ hay không? Nói chung là đỏ của cái tựa game này do đầu chúng ta chỉ cần một thôi, không cần nhiều. Không cần nhiều nha, chỉ cần một thôi là đã mạnh lắm rồi. Lại được một cái vật trùng nữa này. Một cái vật cam A trùng. Chúng ta có thể là sử dụng những cái nhân vật trùng đó nâng cấp những cái nhân vật mà... Ok, kích được duyên rồi. Ngon. Người mới, chúng ta sẽ có thêm được 80 mảnh đồng hành A. Rút liên tục 10 lần X10, nhận thêm 60 mảnh của S. Đến rút X10 20 lần nữa. 20 lần nha, 20 lần X10 là sẽ nhận thêm một cái rương lựa chọn. Ngon. Rương lựa chọn đồng hành. Chúng ta sẽ có sự kiện này, quà chiêu mộ này. Tiếp tục nhận quà nha. Tiếp tục nhận quà. Mốc của nó ở đây là 100 lần quay. Nhận chiêu mộ 50 lần nhận quà. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ có phần ý chí hỏa nhận quà. Nhận tiếp. Ok, sau đó thì quay trở lại với đồng hành của chúng ta. Đồng hành. Chúng ta có được, ở đây mình đang có được hai đỏ. Rất thơm. Có được hai đỏ nha. Bây giờ thì mình sẽ những cái nhân vật trùng. Những cái nhân vật trùng thì chúng ta hãy cùng xem là nó sẽ sử dụng để nâng cấp lên như thế nào. Đây, nhân vật này trùng một này thì mình sẽ ấn phần bồi dưỡng, sau đó thì nó sẽ có cái phần đó là cường hóa, không phải. À, hiện tại nó vẫn chưa mở cái phần nâng sao hay sao anh em ạ. À đây rồi, tăng bậc đây này. Quan hệ này. Kết quả này. Tăng cấp, tăng bậc này là tăng bậc. Mình sẽ thử tăng bậc lên xem nào. Tăng bậc tiếp. Tăng bậc này. Có biết là nó có cần mảnh không nhỉ? Cần mảnh hay không? S này. Cái này thôi để tí nâng cấp sau nha. À thôi cứ nâng cấp level lên đi. Lên được bao nhiêu cái level. Cái này lên cái level nó còn tùy vào cái tùy vào cái cấp của ác anh em nữa. Chứ không phải là muốn nâng cấp level bao nhiêu nâng cấp đâu nha. Nhanh này. Nhanh này. Ok, thêm một nhân vật đỏ khác. Lên được cái level 6. Đấy, bây giờ thì mình sẽ bày binh bố trận. Ra trận nhanh. Các level 16 mới mở thêm được à. Thế thì mình sẽ lựa chọn cái nhân vật thôi, tạm thời là S đỏ đấy đi. À không, đồng hành. Mình sẽ thay đổi trận hình, thay nhân vật mới đi. Cố cho lên cái level 16 để mà mở mở thêm được một cái đồng hành mới. Tối đa của nó là bao nhiêu nhỉ? Tối đa của nó là 4 đồng hành lên trận. Còn lại main thì chúng ta Naruto thì không nói chuyện nha. Tỷ lệ ra ít nhưng mà chất lượng. Chỉ cần đỏ thôi là chúng ta đã mạnh ngon nghẻ lắm rồi. Rồi, ok, và đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay về test cái phần quay X10 cái tựa game này. Test đến 80 lần, 80 vé nhỉ? 80 vé tương đương với 8 lần quay. Sau khi mà anh em xem video này thì có suy nghĩ gì về tỷ lệ ra S trong cái tựa game này? Ra ít nhưng mà nó chất lượng nha anh em. Nhớ là con game này thì sẽ test từ 10 giờ ngày 22 tháng 6 đến 14 giờ ngày 24 tháng 6. Và ra mắt chính thức thì nó chỉ khoảng tầm 1-2 ngày hôm sau thôi. Là có thể là ra mắt chính thức rồi.